Dạ, như mình đang thấy đây thì với một sáng kiến mới, mình sẽ bỏ cái này vào đây. Okay. Bỏ cái này vào đây và mình sẽ dùng một cái sợi dây như vậy, mình buộc nó lại. Buộc nó lại như vậy, thay vì mình dùng một cái như vậy, nó to hơn, mình kẹp nó vô như vậy cũng được. Nhưng mà kiếm một cái to ở chỗ đầu này thì rất là hiếm có. Thì bây giờ mình chế như vậy, mình xoắn nó vô như vậy ha. Xoắn nó vô như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nó vô như vậy. Thì ở dưới này đó. Mình sẽ bỏ con ốc vào trước. Đẩy nó ra xuống đây. Cái mình bỏ con ốc vào đây trước ha. Xong mình bỏ vào đây. Ok, bây giờ mình buộc nó lại. Thì bây giờ mình buộc nó lại như thế này. Đây là một cách thức nữa mình biến chế các bạn ha. Đây mình buộc nó lại cho nó thật sát vô. Sát vô. Buộc nó chặt cho nó thật sát vô. Mình cứ quấn như vậy đó. Okay. Xong rồi mình bỏ cái giữa này, bỏ giữa này. Xong khi mình bỏ giữa này tức là mình giữ nó vào trong đây, mình giữ hai cái này nó vào trong đây để cho nó khỏi phải bị lâu ngày nó lùng lẳng nó gãy cái này. Ok, rồi mình sẽ buộc cái này vô lại sau ha, kẹp lên. Thì mình buộc nó vô như cái này đó, mình buộc nó vô như vậy. Vòng như vậy thì nó rất là chắc các bạn ha, rất là chắc. Thì đây là một sáng kiến để mình chế nó lại. Thì mình bỏ lộn, thì cái bên này nó nằm như vậy thì mình phải quấn nó vào bên này, quấn vào bên này đi. Đó, quấn ngược nó lại. Cái kìm nó bằng như vậy thì nó thì mình mới xoắn được ha. Đây mình chế tạm ở trên một chiếc xe như vậy, nhưng mà khi mà mình chuyển hết tất cả những cái này qua bên tàu á, là bên tàu đi câu á, thì mình cũng sẽ giữ lại mức sợi dây như vậy để mình đi. Giữa cái này với cái này nó to hơn ha, cái này nó nhỏ hơn chút xíu. Thì cái này thì mua ở Harbor Freight, thì cái này mình, cái này có tụi Snap-on ở đây phải, nhưng mà nó không có đè ở đây ha. Okay. Thì cái này với cái này đi nguyên bộ ha. Bây giờ mình cắt bớt cái này nó đi, dục nó đi thì nó dư, là mình dục ở đây thì cái mình dục ở đây, xong rồi mình lấy máy hút bụi, mình hút nó lên, nó lên được. Thì đây bây giờ bắt đầu mình vặn cái máy dưới, mình vặn cái máy trên thì nó đẩy cái copper này xuống, cái đồng này xuống thì nó sẽ bị hư cái răng. Thì khi mà cái răng nó xoáy lên nó thì nó đỡ hơn. Thì bây giờ mình không có một cái lồng đèn nào lớn hơn, gọi là. Thì cái này nó là cái cọng, cái này nó là cái cọng, thì mình sẽ buộc mình xoắn nó ở dưới, xoắn nó lên. Thì cái này nó là cái cọng, thì mình sẽ quấn cái băng keo nó vô. Thì nếu mà mình dựng đứng nó lên như vậy đó, thì mình sẽ để cái dây nó như thế này. Ok, để dây như thế này.
Nếu mình để nằm như vậy thì mình để cái dây nằm như vậy. Bây giờ mình để nằm như vậy cũng được. Giờ mình nhưng mà mình lại thích để nằm như vậy cũng được đi. Như vậy cũng được. Thì mình giữ cái trên này xuống. Xong ở dưới này đó mình vặn. Vặn nó thì là chặt vô, chặt hết cái tầm tay của mình thôi. Ok vậy nhé. Rồi xong bây giờ mình quấn cái băng keo. Thì cái cọng này mình quấn băng keo thôi, có chơi này không mình khỏi cần quấn băng keo, bởi vì nếu mà nó chạm vô trong sắt hay là cái gì đó thì nó cũng không sao, tại vì nó là trừ trừ thì nó là ground, ground nghĩa là xuống đất, xuống đất thì nó không có, nó không có cần thiết lắm. Vậy nhé. Bây giờ mình sẽ xoắn đại khái nó vô như vậy để cho nó khỏi phải chạm thôi, chứ thật sự là thì cái này nó vô đây thì nó cũng không có bị lắm đâu. Còn bây giờ thì cũng hơi trễ rồi, ví dụ như là cái mình nghe được tiếng xe của mailbox, cái người bỏ thơ các bạn. Hôm nay thì mình ở nhà chế chút xíu điện. Bây giờ thì điện này nó cũng là 10 12V thôi, nhưng mà nó ra nó thì là 120V. Kể nó là 120V thì cái này như lúc nãy mình sợ thấy đó thì nó đề là 6 feet long, cái này 2AWG ha, 2AWG. Thì cái này nó là 10A 10AW. Nó đề trong đây là 10 10A 10AW. CCA, ok. Cái này đó bây giờ cái này là cái trừ, cái này cái trừ không, cái này cái trừ thì cái này nó nhỏ hơn, thì bên này nó là cái cộng, bên này nó là cái cộng, bởi vì nó là một sợi dây đen nên nó sẽ to hơn, và cái này nó sẽ to hơn, thì mình thấy là sự khác biệt nên mình không có bao giờ để lộn vô trong đây. Thì cái màu này thì không cần phải đề nó rồi, bởi vì nó không có chế cái màu đỏ, chế cái màu vàng, cái nào cũng màu vàng, cái này cũng vậy. Thì cái này đó là mình vô trong cái trừ bên này, thì cái này nó làm vô cái cộng thì nó rất là vừa khít, rất là vừa khít. Đó thì nếu mà mình có thể chế được ba cái, ví dụ như là cái này đó thì mình bắt vô cái này ha, cái này mình kẹp vô cái này, cái này đó mình cho nó vô đây, và xin lỗi, cái này đó thì mình cho vô cái cọng này, hay là mình kẹp vô cái cọng này, kẹp vô cái cọng này, cái này là cọng nhá, này là cọng, mình là trừ, thì cái này đó mình vô trong đây. Cái này đó thì mình bắt nó vô trong đây, mình kẹp. Thì cái kẹp này nó rất là mạnh, nó không có bung bung ra được. Thì đây
Đây bên này nó là 115 volt 60xg. Ok. Cái loại này nó thì cái loại này nó là một cái này nó đề là 4000 watt peak power inverter 115. Cái này nó đề là 2000 watt continuous. Ok. Mình có thể chạy được cái quạt, cái tivi, hay là mình chạy riêng thôi, hay là ba cái cũng được. Cái tivi, cái tủ lạnh nhỏ nhỏ đó, tủ lạnh nhỏ nhỏ. Đây là ba cái mình có thể chạy được. Thì đây mình sẽ chế nó lại, bởi vì nó chế nó không lại. Thì cái sợi dây trừ này đó, bây giờ cái kẹp trừ này đó, thì bạn sẽ bắt nó vô như thế này. Bạn đã kẹp nó vô đây rồi, thì cái trừ này vô trong cái trừ này. Đó, vô trong cái trừ này là xong rồi. Thì khi mà bạn có một cái này cái cộng, bây giờ mình kẹp cho cái cộng kia, hoặc là mình lấy một cái kẹp. Hay là mình lấy cái kẹp này. Mình lấy cái kẹp này mình kẹp vô. Như vậy là thì mình sẽ bật cái này on lên. Đó. Bây giờ mình sẽ thử một thứ. Thử nha.